Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh. Tấn Chương kính chào quý vị. Facebook gỡ bản đồ của Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Trung Quốc. Nhiều người Việt ủng hộ quyết định dừng cấp ngân sách cho WHO của Tổng thống Trump. Người Mỹ gốc Việt tham gia kiện Trung Quốc về đại dịch Corona. Và nhiều tin tức khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Người dùng Facebook Việt Nam hôm 15 tháng 4 phát hiện rằng mạng xã hội này đã dùng bản đồ không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong lãnh thổ Việt Nam, nhưng lại đưa chúng vào bên trong đường biên giới của Trung Quốc. Trước sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng mạng Việt Nam cũng như những động thái đấu tranh quyết liệt của Bộ Thông tin và Truyền thông, Facebook đã phải lập tức gỡ bỏ Hoàng Sa và Trường Sa ra khỏi bản đồ xác định thị trường quảng cáo của Trung Quốc, theo Tuổi Trẻ. Người phát ngôn của mạng xã hội hiện có hơn 60 triệu người dùng ở Việt Nam được VN Express trích lời nói rằng Facebook giữ quan điểm trung lập tại những khu vực tranh chấp lãnh thổ hoặc các vùng địa lý nhạy cảm khác. Facebook cũng đã mắc một lỗi tương tự hồi cuối năm 2018 và đại diện mạng xã hội này lúc đó đã thừa nhận đây là lỗi kỹ thuật và sửa lại bản đồ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc xử lý của Facebook, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp tương tự. Một nghị định nhằm xử phạt việc phát tán thông tin sai lệch, trong đó áp dụng cả cho những ai dùng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, đã có hiệu lực hôm 15 tháng 4. Theo đó, những ai hoặc tổ chức nào vi phạm có thể nhận mức án phạt lên đến 30 triệu đồng. Quyết định của Mỹ tạm dừng cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công luận Việt Nam. Luật sư Lê Công Định công khai bày tỏ sự ủng hộ trên trang Facebook cá nhân đối với quyết định của người đứng đầu nước Mỹ. Ông viết, Tổ chức Y tế Thế giới WHO là một điển hình của loại ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, nên Hoa Kỳ cắt bỏ trợ cấp là rất đúng, hoàn hồ quyết định sáng suốt của Tổng thống Donald Trump. Các nhà báo, những người quan sát tình hình thời sự tại Việt Nam đa số đều đưa ra những nhận định tương tự, phê phán WHO và người đứng đầu tổ chức này sau khi ông Trump tuyên bố dừng cấp ngân sách cho tổ chức trong lúc tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng có thể kéo dài đến 3 tháng. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người đứng ra quyên góp cứu trợ cho những người nghèo và những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, thừa nhận tâm lý bài chung có thể là một phần lý do, nhưng không hoàn toàn là nguyên nhân khiến người Việt Nam ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ. Blogger Nguyễn Đình Ngọc thì cho rằng tình trạng chống chung đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới trong thời gian đại dịch này và sự ủng hộ của người Việt trong quyết định của Mỹ đối với WHO hoàn toàn không mang tính chất thành kiến. Hoa Kỳ hiện là quốc gia tài trợ lớn nhất cho WHO với hơn 400 triệu đô la trong năm ngoái, chiếm khoảng 15% ngân quỹ của tổ chức quốc tế này. Người Mỹ gốc Việt đang cùng hàng ngàn nguyên đơn tham gia kiện chính phủ Trung Quốc vì để virus corona lây lan và đòi bồi thường hàng tỷ đô la cho các thiệt hại về thể xác cũng như tài chính. Theo hồ sơ do công ty luật Berman đệ trình lên tòa án ở tiểu bang Florida, vụ kiện đầu tiên nhắm vào Trung Quốc và nhiều cơ quan chính quyền của quốc gia đông dân nhất thế giới này vì vai trò trong thất bại ngăn chặn COVID-19. Đơn kiện này cho rằng, thay vì cung cấp thông tin chính xác cho các nước khác trên thế giới, Trung Quốc tích cực che giấu mối nguy hiểm, bóp méo thông tin quan trọng và bịt miệng các y bác sĩ lên tiếng về sự nghiêm trọng của virus này. Và vì thế, virus đã gây ra sự tàn phá ở phần còn lại của thế giới. Ông Vinh Vượng, phát ngôn viên về hai vụ kiện của công ty luật Burma, xác nhận với VOA Việt ngữ rằng cũng có người Mỹ gốc Việt tham gia vào bước đi pháp lý chống Trung Quốc và nói thêm rằng vụ kiện đầu tiên đã có hơn 5.000 nguyên đơn, trong khi vụ thứ hai đã có hàng trăm y tá và bác sĩ tham gia. Theo ông Vinh cho biết, hai vụ kiện trên nhắm mục tiêu buộc chính quyền Cộng sản Trung Quốc phải công bố hơn 20 tài liệu và dữ liệu quan trọng họ đang giữ lại, mà chính phủ các nước và lãnh đạo y tế đang cần để hiểu rõ hơn về virus corona, cũng như phải bồi thường cho các hành động sai trái của họ cho các nạn nhân ở Mỹ. COVID-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong.
Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Sài Gòn đang nắng chợt mưa, tháng tư thường là vậy. Với những cơn mưa vội vàng báo hiệu cho tiết trời chuyển mùa, những ngày này đi đâu cũng thấy, cũng nghe chuyện người nghèo xoay sở, mưu sinh, khốn khó khi dịch virus corona kéo dài từ đầu năm đến nay. Ông Tuyền, một người dân trú chân tránh mưa, chia sẻ. Mưa thấy chiều nào cũng chuyển mưa, hôm nay qua nay là thấy mưa là thấy chuyển. Cũng mưa hoài à, mùa này cũng nguy cơ nào hết dịch đây thì cũng để làm ăn trong cho nó mau hết dịch cho bà con đây nó dễ sống. Trời mưa này chắc thấy làm ăn khó khăn à. Làm ăn khó khăn vì lệnh giãn cách xã hội để ngừa dịch bệnh lây lan. Mưa trong những ngày của tháng tư giãn cách đó khiến đời sống thêm ảm đạm. Những người chọn hè phố để buôn bán lặt vặt, đỡ tiền thuê mướn mặt bằng. Khi gặp cảnh mưa, họ càng thêm vất vả. Ông Hùng, một người dân đang trú mưa, tâm sự. Mưa kiểu này mình thấy rất sợ lắm. Đó thì bây giờ mình biết vậy thôi đi về. Đó mưa này giờ sao? Sẽ sợ lắm. Đó là mình nói sự thật em ơi. Mà giờ ra đây để mình chạy kiếm cách để kiếm tiền mua gạo, mà giờ ế quá rồi phải chợ, giờ biết nói sao. Mưa ở ngay mùa dịch còn khiến người dân lo ngại thời tiết sẽ làm cho con virus này dễ lây lan. Con sợ chứ, mùa này là dịch nên dễ lâu hết, chắc nó lâu hết chứ nghĩ. Đấy, mình cũng lo đề phòng, cũng đề phòng thôi. Ông Tuyền nói rằng giờ chỉ biết tự phòng thân thôi vì dịch kéo ròng rã mấy tháng rồi. Mỗi năm, những khi trời mưa thì hầu như chuyện mua bán trên đường phố cho tới hàng quán đều chậm hẳn lại. Nay thì còn có thêm lệnh giãn cách xã hội càng khiến đời sống mùa này khó chồng thêm khó. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Trung Quốc ngày 16 tháng 4 bác bỏ những cáo buộc của Mỹ rằng nước này không tuân thủ những cam kết, không phổ biến và ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân, và rằng có thể đã bí mật thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất trong năm 2019. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giáo Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng cáo buộc như vậy không có cơ sở, hoàn toàn vô căn cứ và không đáng để tranh cãi. Và ông nói thêm là trên thực tế, cộng đồng quốc tế nên cảnh giác cao độ về tiềm năng tái thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất của Mỹ. Trong một bản tóm tắt phúc trình hàng năm đánh giá các cam kết thỏa thuận kiểm soát vũ khí trên toàn thế giới, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Trung Quốc có thể đã bí mật thử nghiệm hạt nhân cấp thấp tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Lochner. Ông Triệu cũng hồi đáp một bản tin của Fox News cho rằng càng ngày càng có nhiều tin tưởng là virus corona chủng mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm Vũ Hán trong khuôn khổ nỗ lực của Trung Quốc, chứng tỏ khả năng nhận biết và đánh bại virus là tương đương hoặc hơn Mỹ. Ông chỉ ra rằng người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều chuyên gia y khoa uy tín trên thế giới tin rằng chuyện gọi là rò rỉ của phòng thí nghiệm không có cơ sở khoa học. Ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nới rộng tình trạng khẩn cấp từ vài khu vực lên toàn quốc, giữa lúc virus corona chủng mới tiếp tục lây lan. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 7 tháng 4 chỉ áp dụng tại Tokyo và 6 địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao. Những biện pháp bổ sung bao gồm việc đóng cửa những công việc kinh doanh không thiết yếu chỉ được áp dụng tại Tokyo và 6 khu vực hành chính khác. Những biện pháp này không kèm theo hình phạt. Thủ tướng Abe bị chỉ trích rằng đối phó với virus corona chậm chạp và quá lỏng lẻo.
một vài nhà lãnh đạo địa phương đã yêu cầu ông đưa khu vực hành chính của họ vào tình trạng khẩn cấp, trong khi những khu khác đã áp dụng các biện pháp riêng. Luân báo được đưa ra vào lúc Nhật Bản tiến gần đến ngày nghỉ tuần lễ vàng hàng năm, kéo dài đến đầu tháng 5. Trong thời gian này, nhiều người dân Nhật Bản trở về nhà hay đi ra nước ngoài để vui hưởng các ngày nghỉ lễ. Tính đến ngày 16 tháng 4, Nhật Bản báo cáo có 8.626 ca virus corona được xác nhận và 178 người chết, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins. Tổng thống Donald Trump loan báo, dữ liệu cho thấy Hoa Kỳ đã vượt qua đỉnh điểm của dịch bệnh COVID-19, mở đường cho kế hoạch của ông đưa ra hướng dẫn để bắt đầu tái mở cửa nước Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày, ông Trump nói các dữ liệu mới nhất rất khích lệ và rằng dữ liệu này đặt chúng ta vào một vị thế rất mạnh để Trung Quốc hướng dẫn các tiểu bang tái mở cửa đất nước. Ông Trump nói những hướng dẫn này sẽ sớm được Tòa Bạch Ốc công bố. Các hướng dẫn mới dự kiến sẽ mở đường cho việc nới lỏng cách ly xã hội tại những khu vực virus corona ít lây lan, trong khi vẫn giữ nguyên tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Quyết định cuối cùng vẫn còn tùy thuộc vào các thống đốc. Tổng thống Donald Trump triệu tập các nhà lãnh đạo G7 bằng hội thoại video ngày 16 tháng 4 để phối hợp các đáp ứng quốc gia đối với đại dịch virus corona chủng mới. Lãnh đạo các nước Pháp, Anh, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản tham gia hội nghị thượng đỉnh do Tổng thống Mỹ chủ trì. Cuộc họp ngày 16 tháng 4 giúp các nhà lãnh đạo G7 có dịp khai triển thêm cuộc họp trực tuyến video lịch sử hôm 16 tháng 3 và thảo luận về những nỗ lực tiếp tục để ngăn chặn đại dịch. Ngày 16 tháng 3 là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo G7 họp trực tuyến qua video. Khối G20 họp tiếp theo một tuần sau đó. Đại dịch toàn cầu đã làm cho hơn 2.081.900 người lâm bệnh, giết chết hơn 138.000 người trên thế giới, khiến các nền kinh tế ngưng trệ và hạn chế việc đi lại, hoạt động của hàng triệu người, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins. Bộ trưởng Y tế Áo Rudolf Anschober ngày 16 tháng 4 loan báo chính phủ có kế hoạch xét nghiệm virus corona cho tất cả cư dân và nhân viên của các viện dưỡng lão, tổng cộng là 130.000 người. Các cơ sở chăm sóc người cao niên hay tàn tật trên toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề vì virus, với tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân lớn tuổi và người khuyết tật cao hơn so với số dân còn lại. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Anschober nói, bởi vì kinh nghiệm quốc tế đơn giản cho thấy là khu vực này là nơi gặp nguy cơ cao nhất. Con số lây nhiễm virus corona chủng mới tại Áo đã giảm mạnh trong những tuần lễ gần đây và chính phủ đã bắt đầu nới lỏng một số biện pháp đóng cửa. Cho đến nay, Áo đã có 14.420 ca lây nhiễm và 355 người chết vì COVID-19. Giữ gìn sức khỏe, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi chạm vào bất cứ thứ gì có nhiều người khác chạm vào như chỗ ngồi trên xe buýt, xoa tay kỹ trong 20 giây. Nếu không thể rửa tay, hãy sử dụng chất khử trùng tay. Các cách làm này có thể ngăn ngừa không chỉ virus corona mà cả cảm cúm và các loại virus khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Ngồi nhà đi chợ thực phẩm trực tuyến là cách mà nhiều gia đình Mỹ đang thực hiện vào lúc này, trong hoàn cảnh đang có lệnh hạn chế ra đường để đề phòng sự lây lan của virus corona trong cộng đồng. Thực tế, trong điều kiện thông thường, việc đi chợ trực tuyến ở Mỹ là khá thuận lợi bởi phần lớn các hệ thống chợ thực phẩm đều có dịch vụ bán và giao hàng tận nhà. Nhưng vào thời điểm hiện tại, việc đặt hàng như vậy là không hề dễ dàng. Muốn mua được hàng, các gia đình phải canh giờ, liên tục lên mạng để có thể là người đặt hàng sớm nhất. Cái việc mà đến chợ có lẽ là cái nguy cơ mà dễ bị lây nhiễm COVID-19 nhất, và do đó là rất là nhiều người hiện nay là tìm cách order online, mua hàng đi chợ online. Chính vì cái lượng cầu quá lớn như thế nên là các cái website mà bán hàng thực phẩm, hàng nhu yếu phẩm lúc nào cũng tắc nghẽn và quá tải.
tôi cũng rất là sợ phải đi chợ, thế nên là tôi cũng cố gắng để mà có thể đặt hàng online. Khi đã đặt hàng thành công và thực phẩm nhu yếu phẩm được giao đến tận cửa nhà như thế này, chị Hà Na Nguyễn cũng như nhiều gia đình khác sống ở chung cư thường không vội đem các loại hàng hóa này vào nhà. Tất cả đều phải được loại ra khỏi bao bì, lau chùi cẩn thận bằng khăn tẩm cồn hoặc các loại giấy có tẩm chất sát khuẩn khác để đảm bảo các loại vi khuẩn cũng như virus corona bị loại bỏ trước khi được đem tích trữ trong tủ lạnh. Lần đặt hàng này, chị Hà Na Nguyễn đã tranh thủ đặt một lượng thực phẩm đủ dùng trong một tháng trước khi phải đi chợ trực tuyến lần nữa, trong điều kiện sự lây lan của dịch bệnh dự kiến sẽ còn kéo dài. Nhà tôi thì là hiện nay ở chung cư khá chật, không có garage. Chứ còn nếu như mà những cái gia đình nào họ ở nhà riêng, họ có garage thì nên để ở ngoài garage tầm 2 theo đến 3 ngày để mà có thể đảm bảo yên tâm được là cái những cái virus nó sẽ bị tiêu tán đi. Còn đối với những cái gia đình mà không có điều kiện như nhà tôi chẳng hạn thì tôi sẽ dùng những cái giấy có tẩm cồn này hoặc là có clo để mà khử trùng những cái đồ mà họ ship cho tôi hoặc là những cái đồ mà tôi mua từ bên ngoài về. Như thế thì mình cảm thấy là có một phần nào yên tâm hơn khi mà sử dụng những cái đồ mua từ bên ngoài về, thì và cách đó thì có thể phần nào là bảo vệ được mình cũng như là gia đình mình khỏi cái nguy cơ mắc phải virus corona. Hiện tại ở hầu khắp các trung tâm thương mại trên khắp nước Mỹ, gần như chỉ có các khu chợ thực phẩm và dược phẩm là còn mở cửa đều đặn phục vụ nhu cầu của người dân. Tuy vậy thì do sự lây lan của virus corona trong cộng đồng nên hầu như không có mấy người tìm tới đây trong thời điểm này. Hàng hóa tại các khu chợ thực phẩm hiện được luân chuyển chủ yếu thông qua dịch vụ bán và giao hàng tận nhà. Cuộc sống thường nhật ở Mỹ đang tiếp diễn nhưng theo một cách khác khi phần lớn các nhu cầu cá nhân được thực hiện trực tuyến trong đại dịch corona. Trong khi rất nhiều bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải vì bệnh nhân COVID-19, các bác sĩ ngoại quốc đang làm việc tại Mỹ cho biết họ sẵn sàng đóng góp nhiều công sức hơn trong việc chăm sóc người bệnh, nhưng những hạn chế visa đang cản bước họ. I'm on a H1B visa. So that means it's a work visa and I'm authorized to work at a specific hospital. Visa của tôi là diện H1B, tôi được phép làm việc cho một bệnh viện nhất định, trong một lĩnh vực nhất định. Ngay cả trong bệnh viện, tôi cũng không được làm gì khác ngoài lĩnh vực được quy định từ ban đầu. Từ thành phố Logan, bang West Virginia, bác sĩ Yalaman Chili là một trong hàng ngàn bác sĩ ngoại quốc đang làm việc tại Mỹ theo dạng visa tạm thời. Hợp đồng của ông cho phép vị bác sĩ này nghỉ 10 ngày sau khi làm việc 15 ngày liên tục. Chúng tôi đang ở đây, những chuyên gia được đào tạo tại Mỹ nhưng không thể chung tay giúp chống lại đại dịch. Những người làm việc tại Mỹ theo dạng visa tạm thời chỉ có thể thay đổi công việc sau khi đăng ký thay đổi tình trạng visa. Tuy nhiên, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ USCIS nên tiếp nhận những yêu cầu liên quan tới visa đang đóng cửa vì tình hình dịch bệnh. Những hạn chế dành cho các bác sĩ ngoại quốc được ghi rõ trong chương trình nội trú mà những người này tham gia, cũng như được quy định bởi Hội đồng Giáo dục Quản lý các cử nhân y khoa ngoại quốc, hay gọi tắt là ECFMG. Họ ra rất nhiều quy định về việc nơi các bác sĩ này được phép làm việc, số giờ làm việc và tất cả phải được Bộ Ngoại giao và ECFMG chuẩn thuận nếu có bất kỳ thay đổi gì. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao đang khuyến khích các nhân viên y tế đang tìm việc tại Mỹ hãy liên hệ sứ quán hoặc lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất để đặt hẹn phỏng vấn visa. Bộ Ngoại giao cho VOA biết hồ sơ sẽ được xét duyệt dựa trên từng trường hợp một. Giống như rất nhiều lao động nước ngoài khác, những vị bác sĩ ngoại quốc đang làm việc tại Mỹ tỏ ra lo ngại trước viễn cảnh visa hết hạn mà các văn phòng di trú vẫn đóng cửa. I'm also worried about my visa paperwork at the same time. Just because USCIS is currently not functioning that. Tôi cũng đang rất lo lắng về tình trạng giấy tờ visa bởi vì USCIS đang không hoạt động hiệu quả. Tôi có giao cản vì tôi cần phải hoàn tất những giấy tờ đó trước vào cuối tháng 6. Singh, bác sĩ đang làm việc ở tuyến đầu chống lại đại dịch COVID-19 ở West Virginia, đang rất bực bội về những hạn chế visa. One of the ways of resolving this could be lifting. Có lẽ có một cách để giải quyết vấn đề này, đó là dỡ bỏ những hạn chế trong visa, cho phép các bác sĩ làm việc hoặc có một dạng visa khác cho các bác sĩ, bởi Mỹ đang rất cần nguồn nhân lực này. Trong một email gửi cho VOA, phát ngôn viên của USCIS cho biết cơ quan này đang đánh giá các khả năng liên quan đến chương trình lao động tạm thời trong bối cảnh nhu cầu tăng cao trong mùa dịch corona.
Một vài tháng trước, Sarah Henry, quản lý của bảo tàng thành phố New York, đang chuẩn bị cho một cuộc triển lãm về đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Giờ đây, đối với Henry, lịch sử đã lặp lại khi New York trở thành tâm điểm của đợt bùng phát virus corona tại Mỹ. Tuy nhiên, bà Henry vẫn rất cẩn trọng khi nói về việc áp dụng những bài học lịch sử cho đại dịch COVID-19 lần này. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhìn về quá khứ để rút ra được những bài học. Tuy nhiên, luôn luôn phải cẩn trọng, bởi đôi khi bài học rút ra từ đại dịch này không thể áp dụng cho một đại dịch khác. Đại dịch năm 1918 đã cướp đi sinh mạng của khoảng từ 20 đến 100 triệu người trên toàn thế giới, nhiều hơn bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Tại Hoa Kỳ, những người lính trở về từ châu Âu sau Thế chiến thứ nhất đã mang theo những con virus cúm Tây Ban Nha về nước. Những ca nhiễm đầu tiên được phát hiện trên một con tàu cập cảng New York vào mùa hè năm 1918. Bởi chiến tranh vẫn chưa kết thúc, bến tàu vẫn hoạt động, còn người nhiễm bị cách ly trên đất liền. Hồi đó, người ta cũng tranh cãi rất nhiều về việc liệu có nên đóng cửa trường học hay không. Giờ đây, tranh cãi tương tự vẫn đang nổ ra, và New York hiện đã đóng cửa trường học rồi. Vào năm 1918, người ta quyết định làm ngược lại, bởi họ cảm thấy rằng học sinh ở trường sẽ an toàn hơn, vì vệ sinh hơn. Và dĩ nhiên là họ cũng nhìn vào những khu chung cư. Các rạp hát tại New York vào thời điểm đó cũng vẫn hoạt động. 100 năm về trước, không có radio, TV, chứ đừng nói gì để Internet. Những rạp hát được sử dụng để giúp lan truyền thông tin, bao gồm cả những hướng dẫn về cách tự chăm sóc bản thân. Điều thú vị là tỷ lệ tử vong tại New York hóa ra lại thấp hơn rất nhiều thành phố khác ở Mỹ. Các sử gia tin rằng đó là bởi các nhà chức trách đã đóng cửa hệ thống tàu điện ngầm sau khi nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm tiềm tàng nếu vẫn để hệ thống này hoạt động. Chúng ta tập trung nhìn vào khung giờ cao điểm, vào buổi sáng và buổi tối, nghĩ về việc làm sao để giảm tải cho các chuyến tàu điện ngầm. Giải pháp chính là một sự kết hợp giữa bắt buộc và tự nguyện, các ngành nghề khác nhau cùng ngồi lại để lên kế hoạch hoạt động luân phiên vào những khung giờ khác nhau. Điều khiến COVID-19 khác biệt với cúm Tây Ban Nha chính là việc đợt dịch năm 1918 nguy hiểm hơn nhiều đối với những người trẻ khỏe mạnh, đặc biệt là những người làm việc trong ngành dịch vụ. Họ bị buộc phải đeo khẩu trang, ai không chấp hành sẽ bị phạt và đối mặt với những hậu quả nghiêm khắc. Chính quyền cho phép cảnh sát viết phiếu phạt. Về cơ bản, cứ ho và hắt hơi mà không che miệng thì đều quy về tội tiểu hình. Các bệnh viện tại thành phố New York vào thời điểm đó bị quá tải bệnh nhân. Với dân số khoảng 5 triệu người, hơn 30.000 dân New York đã phải bỏ mạng trong đại dịch năm đó. Phải mất tới hơn 2 tháng rưỡi thì thành phố mới chiến thắng được con virus này. My name is Nathan. Tên tôi là Nathan. Tôi là một nhà quay phim, nhiếp ảnh và là người sáng tạo nội dung tại Miami, Florida. Con trai tôi sinh ngày 3 tháng 3 năm 2020 vào lúc 11 giờ 57 tối, tại thời điểm đại dịch virus corona đang hoành hành khắp thế giới. There you go. Look at that. Hey, look at you. Tôi từng làm việc cho một tổ chức dịch vụ du lịch lữ hành khách sạn tại Miami, rồi sau đó bị cho nghỉ việc cùng với hàng trăm nhân viên khác. Mọi thứ giờ đang rất bấp bênh, thật đáng sợ. Gánh nặng đó đè chặt lên hai vai của vợ chồng tôi. Đây là cách mà chúng tôi đi chợ thời gian này. Tôi không biết nữa, có rất nhiều thông tin trái chiều ngoài kia. Nhưng dù làm thế này có ích hay không, thì tôi cũng phải nghĩ ra một cách gì đó. But I figure it has to do something. And here we go, on our way. My biggest fear right now is. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi lúc này rõ ràng là việc đẩy con mình vào tình thế nguy hiểm. Và điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải đảm bảo rằng mình và vợ không mắc bệnh. Making sure that I don't get sick, making sure my wife doesn't get sick. Still no toilet paper. Vậy nên chúng tôi phải rất đề phòng, tuân theo tất cả các chỉ dẫn và chủ yếu chỉ loanh quanh trong nhà. Mối bận tâm lớn nhất hiện nay của chúng tôi đó chính là làm sao để không bị ốm. Điều cốt yếu là chúng tôi phải khỏe mạnh.
Anh chị vợ, họ hàng, cô dì, chú bác, tất cả mọi người đều chưa ai tận mắt gặp con tôi. Vì thế nên chúng tôi phải chia sẻ hình ảnh của thằng nhóc qua FaceTime. So we're basically sharing through FaceTime. Hi. How are you guys? Good. Yeah, he was sleeping all day today. All day. Uh-oh, well, maybe tonight you won't get by with. That's what I thought. High five. Oh, no. I just wish I could hold him a little bit. I know. He's so... At least we have it. Ít nhất chúng tôi còn có cậu bé này, ít nhất chúng tôi còn có thể dành thời gian cho gia đình và bạn bè, ngay cả khi không được gặp mặt trực tiếp. Mỗi ngày tôi dành 2 tiếng để tìm việc, nhưng giờ tình hình rất khó khăn. Tôi vẫn lạc quan và hy vọng sẽ sớm được đi làm trở lại. Thực tình thì tôi cảm thấy biết ơn khi mình có thể dành một vài tuần, thậm chí là vài tháng quan trọng với con trai của mình. Đó là một cơ hội mà thực tình tôi từng không dám nghĩ tới. Đó quả là một đặc ân. I honestly didn't think I was gonna have. So that has truly been a blessing. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is blast from the past, from the movie Father Figures. This film is about two brothers who are searching to find their father. Their mother has been lying to them for years by telling them their father died. Listen for the phrase blast from the past. Mom actually dated Terry Bradshaw? Do you remember a woman named Helen Baxter? Talk about a blast from the past. She's our mom. So, what do you think blast from the past means? Is it something that reminds you of an earlier time? Or an explosion that happened earlier? Listen again. Did you have the right answer? Mom actually dated Terry Bradshaw? Do you remember a woman named Helen Baxter? Talk about a blast from the past. She's our mom. Blast from the past usually means something that reminds you of an earlier time. This term is usually used in conversation. In this scene, the two brothers are trying to find out if Terry Bradshaw knows their mother. When he said, talk about a blast from the past, he was suddenly remembering an earlier time in his life. So, in fact, he did know their mother in the past. And that's English at the Movies. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Sau khi nhấn đăng ký subscribe, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Tấn Chương xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.